gì ta? Thôi mà tạm vậy. Ôi trời, không tăng rồi. Tăng rồi, tăng rồi, cái gì ta? Này, cái này chia sẻ. Ê ơi, lâu là không like, không biết nói cái gì luôn ý. Rất là ngại. Mình không hiểu lắm, bạn bảo là ăn cao nhất được bao nhiêu? 100 triệu đầu tiên là mất chủ, nhà tài chia nhà, ở nhà đó là một tỷ, còn 1,2 tỷ, hai giải chủ phú. Cao nhất là 238 ạ, tại vì bây giờ win rẻ mà. Nó cũng vừa tùy thời điểm, chứ có phải là lúc nào mình cũng mua cao được đâu. Đấy là giá cao nhất của bên mình rồi. Ô, sao không có ai nói gì ta? Mọi người bị sao hết vậy? Hay là mình không nhìn thấy comment nhỉ? Vào máy này. Ui, lâu không like ngại thế nhở? À, 6 bình luận luôn mà sao mình không làm? À đây rồi. Nào, sao trên này không nhìn thấy nhở? Hello Tuấn Phong nhá. Hello, hello Nguyễn Trang. Hello Khánh Chi nhá, Khánh Chi lên Hà Nội chưa? Ủa chị nào? Chết tối ạ. Hello Yên Đinh Xuân, hello Hiệp Con. Ôi, mọi người comment nhiều quá mình không biết rồi. Hello Quý Trung Ken. Sao đây không nhìn thấy mình lận nhở? Thôi kệ đi, nhìn thấy được. Đợi đông khoảng 30 người nhá. Có việc. Hello Tuấn Vũ Hưng, dạo này em ở đâu đấy? Có lên Hà Nội chơi không? Quỳnh cái gì này? Ừ, lâu không like ngại thế nhở? Hello tất cả mọi người nha, mọi người và chào mình đi. Trời ơi, mình không biết nói gì ấy. Lâu không nói bị run. Vậy em tưởng lên thì qua nhà chị chơi nhá. Hôm nào lên nhắn chị nhá. Em quê ở đâu? Ờ, chị định về nhưng mà thôi, chị nghĩ là ở trên Hà Nội kể. Hiệp Con đang làm gì đấy? Tí chị, tí chị xếp Lê Chí Dũng kèm em nhá. Yên Đinh Xuân, chị nhớ em không? Ờ, Yên Đinh Xuân, chị không nhớ. Chị nhìn avatar lạ lắm. Sắp vừa còn 2 người nữa là đủ 30 người xem nhá. Hello, cảm ơn Đạt Tiến ạ. Xin chào anh Trinh Anh á. Tuấn Vũ Hưng ơi, dạo này em ở đâu? À đây rồi. Em ở Nam Định. Ờ đúng rồi, em chị cũng ở Nam Định đấy. Nó về quê tránh dịch rồi. Nhưng mà chị ở trên này chống chọi với dịch. Căn bản là bọn mình làm này giờ cũng có lo đâu. Ở nhà vẫn có tiền mà. Máy cắt thật hay đâu, máy giả thì chăng? Máy giả. Giờ mùa hè cắt thật ấy lắm, nó bết khó chịu lắm. Chị ở trên Hà Nội nè. Chào em Đại Thắng nhá. Ui, 5 người xem. Ba năm rồi mà.
35 tuổi. Không, chị mới có 17 tuổi thôi. Mọi người ơi, mọi người có ai đang ở nhà thất nghiệp không? Chắc là bây giờ nhiều người đang đi kinh doanh thì chắc là mọi người cũng đang ở nhà không biết làm công việc gì đúng không? Có ai đang trong tình trạng viêm màng túi không nhỉ? Năm mươi người xem. À chết rồi, chị lại tưởng bảo 50 tuổi. Mỹ đang ngọc lâm mà Dương bé. Ờ sao bạn biết? Chắc là bạn biết ở đây đúng không? À chị ở bên Long Biên. Hello Trung Kẹo nhá, dạo này làm gì rồi? Ít thấy tương tác với chị lắm. Hôm nào cho chị lên sóng nhá. Đấy cho ta là Dương bé nhìn quen nhỏ như Dương bé. Hello anh Công Đào nhé. Dịch bây giờ là rất là nhiều người bị thất nghiệp mà. Không thất nghiệp mà thất tình. Thất tình nếu mà thất tiền thì à chứ. Nếu như mà thất tình thì càng phải giàu anh ạ. Bởi vì khi mình thất tình mà mình có tiền ấy thì mình muốn làm gì nó cũng đỡ. Người đến người yêu mình cũng không có được thì mình những cái thứ khác mình phải có chứ đúng không anh? Ok không thể. Bây giờ chị nhìn thấy rồi, chào Quang Hà nhá. Sao cái mặt chị like điều chứ nhỉ? Ok bà chị mình không ta không nhận ra chị hả? Bên mình, hệ thống bên mình đang có một cái chương trình mà hướng dẫn mọi người kiếm tiền vào cái thời điểm dịch này. Nếu như ai mà đang ở nhà thất nghiệp, không có việc gì làm thì có thể tham khảo bên mình để làm thêm nhá. Đó, dạo này em ở đâu ấy, lâu không thấy tâm sự với chị luôn ý. Anh Dương với chị em mình hay tâm sự với nhau nhở. Thanh Thủy ơi, còn muốn làm không? Tí tớ hướng dẫn cho Thủy Thanh Lưu. Hello anh Công Đào nha, quên mất trôi. Nhiều người comment, mất trôi hết thì comment. Yêu khổ đại thần. Đại phức. Em ở đâu mà vào thăm? Em ở Sài Gòn à? Thái thối. Không ạ, mình không phải ghé phố. Chị ở chỗ Ngọc Lâm Long Biên nhá. Yêu khổ vậy. Cả Linh ra dép EB lâu hơn chị trong anh nhá. Thôi đừng trêu chị mà. Chị bận, thông cảm cho chị là một ngày chị phải nghe đến 20-30 cái điện thoại ấy. Nhiều khi chị cảm giác cái đầu của chị nó sắp nổ ra. Cứ được chưa đến 1 phút đâu, khoảng 1 giây lại có người gọi chị ơi. Khá là mệt nhưng mà thôi, mình đã chấp nhận làm một cái công việc mà mình không cần phải ra ngoài dầm mưa dãi nắng, mà công việc mình có thể linh động ở nhà ấy, thì nó sẽ mình không được, mình mất cái này mình phải bù lại cái kia mà, nên mình phải chấp nhận thôi. Bây giờ chị tăng vào trong nhóm luôn nhá, chị nhắn là bảo lên Chí Dũng kèm em nhá. Lúc nãy chị định nhắn rồi nhưng mà chị làm cái gì xong chị quên mất. Chị nhắn luôn này, đợi chị một phút. Tăng được ạ. Đây chị tăng luôn nhá, không chị quên. Không thuộc tội thân em ấy. Cho em theo, em nghe hộ cho. Chị nhớ mà Vũ Minh Chiến dặn em còn ấy không? Còn chạy nguyên phê. Dặn là em còn chạy Huy không? Em là F của Thái Sơn mà, chị nhớ mà. Bill Nguyễn, hello Bill Nguyễn. Không nghe được thì để em về nghe theo. Chị
để vợ khách cho em rồi đấy, trong cái nhóm đấy là chị chia việc cho em nhiều rồi. Yên tâm, thời gian nữa em kiểu gì cũng nghe điện thoại nhiều hơn chị, bởi vì thời gian gần đây là khách mà Muwin ấy chị kéo vào trong nhóm rất là nhiều. Chị bảo là với các bạn là trong nhóm là sẽ có hai người hỗ trợ thay chị mà. Thế nên làm như vậy thì mình vừa nhàn mà các em mình lại kiếm ra được tiền, như vậy là mình cũng kiếm được tiền mà mọi người cũng kiếm được tiền mà, đúng không? Xin chào Mơ Phạm nha, hello Quang Minh. Mọi người có ai trong này, có ai đang gọi là rảnh rỗi ở nhà ấy, có thể bấm điện thoại được mà muốn làm thêm một cái công việc kiếm tiền online thì có thể là comment ở livestream này mình tư vấn trực tiếp luôn nhá. Còn nếu như mà inbox riêng cho mình thì mình sẽ dép hơi lâu. Anh Toàn có được cả thưởng nhá. Toàn nào ta? Toàn nào được thưởng nhở? Chị có thưởng đâu. Có thưởng cho các bạn chuyên gia thôi. Toàn, à Hoàng Toàn á. Hoàng Toàn được thưởng đúng không? Nguyễn Trang. Em nói thật, em treo đấy. À em ở chỗ nào? Sài Gòn ấy. Sài Gòn chị của chị cũng ở đấy, không về được với chị mà. Sao mình không biết mở cái bài gì hay nhỉ? Mọi người có bài gì hay không? Ờ à, tư vấn em. Ờ nếu mà rảnh em có thể là bấm điện thoại được ở nhà và 24/7 thì em có thể tham khảo cái công việc này bên chị nhá. Thì khi mà em muốn tham gia kiếm tiền nó sẽ có hai cách nha. Tùy vào cái cách trong em cảm thấy là em phù hợp với cách nào và cái nào nó trong khả năng của mình, em có thể lựa chọn cách đấy. Còn tư vấn luôn trên live không? Cho em mua bán Vinh cái cũng được, chứ em hiện giao dịch có âm vốn rồi. Em là ép của kia à? Chỉ là thanh khoản. Mình không biết, nói chung là bạn cứ nhận được win đi xong rồi giao dịch. Cứ bảo bạn ấy là giao chuyển win trước nhá. Chị Linh là ra. Ừ, em biết chị Linh à? Nhưng mà chị quen mấy chị Linh rồi. Ờ các bạn inbox cho mình lâu quá thì có, hiện tại là chị có hai bạn trợ lý nha, một bạn là Quang Hà, hai là Minh Sâm, thì mai hoặc là ngày kia chị sẽ đăng tốt và tag hai bạn ấy. Thì các bạn có thể, nếu mà không inbox được cho chị, có thể inbox cho hai bạn trợ lý của chị nhá. Hai bạn ấy thì là ít việc hơn chị. Là, gọi là có thể là nghệ dép nhanh hơn đấy. Mọi người muốn được cái chế độ chăm sóc mà nhanh hơn thì mọi người có thể inbox cho hai bạn ý. Sẽ được, có khi là sẽ được support tốt hơn, hỗ trợ nhiều hơn. Em quên chị Linh nhá, chị chưa là chị cần không nhớ chị. À đây, nhớ rồi, trong bé không. Trời ơi, nhìn avatar mãi không ra chị này, tưởng con em chị cơ ngày xưa cơ. Ồ, thân thế dạo này ở nhà làm gì rồi? Có tí có cần hướng dẫn không? Chị hướng dẫn cho. Em thanh khoản chị còn không đọc ghi chú cơ, chị còn không biết em ghi chú lúc nào luôn. Trong này có ai, 24 bạn thì có bạn nào đang làm hệ thống với Phoenix không? Thì nếu mà những anh em nào cũng đang làm hệ thống và xây dựng hệ thống, còn muốn gọi là giao lưu học hỏi cần phát triển những cái mảng nào thì mọi người comment lên đây thì chúng mình cùng giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nhé. Hôm nay mình cũng thu xếp một vài phút livestream để nói chuyện. Bận lắm mà chị Vinh không xem được bao nhiêu Vinh. Chị còn không cái tính cả em chuyển cho chị bao nhiêu tiền luôn ấy. Chị chỉ nhìn lại em chuyển chị nhìn cái đầu số 9.
Và đầu số 2 em ghi là 200 bao nhiêu win đúng không ạ? Đầu số 2 thì chị nghĩ là lại mua 200 win tiếp. Nhưng mà một lúc sau chị vẫn cộng nha, buổi tối khoảng 9 đến 10 giờ. Hoặc là một lúc sau chị nhớ ra là chị sẽ vào chị cộng sổ đấy, cho nên là không có cái việc là nhầm tiền được đâu. Lúc đấy thì có thể là nhầm nhưng mà chị vẫn cộng lại đấy nha. Nhưng mà chỉ là đại lý chị dễ gọi là hời hợt với đại lý thôi, còn nếu như mà khách lạ hay là những ai giao dịch người lạ là chị phải check kỹ. Hello Trần Đăng Hòa, khiếp, Trần Đăng Hòa nhắn tin xong rồi cứ nhắn được câu được xong rồi mất hút, chẳng thấy tư vấn hay gì cả. Hello em Phạm Như Nhân nha, mấy hôm nay chạy thế nào rồi? Đại Thắng hay Kiên hướng dẫn em hỗ trợ em đến đâu rồi? Lạnh quá. Kiên hướng dẫn em đến đâu rồi? Hướng dẫn cách chốt khách chưa? Đa số là đại lý mới là chị sẽ kèm ấy. Già thật rồi mà, bây giờ còn sắp đến 30 tuổi rồi. À không, mới 17 tuổi thôi. Anh bận đéo này. Dịch cũng bận à anh? Hay là chỗ anh không bị ảnh hưởng gì? Mình không chỉ thích mấy cái bài này đâu nhá. Chết bài, mọi người có bài gì hay không? Chưa hướng dẫn gì em luôn á. Không hướng dẫn là những cái đại lý thì mới đâu làm gì. Hâm mà Ken nó hướng dẫn hơi bị nhiệt tình rồi đấy. Chắc là hướng dẫn em không hiểu gì đúng không? Cổ Phong DN Mì... Thôi tối rồi nghe nhạc nhẹ thôi. Hàng xóm. À nhà này hơi không sợ, nhà này cách âm lắm. Để mình hỗ trợ nhé. Này Như ơi, Như nhân đây không được cấp khách của em, anh em trong hệ thống nha. Cái bài gì mà mình chưa nghe bao giờ ta? Mấy đứa làm những cái công việc buổi tối đi nhá, tầm chuẩn bị đến giờ. Khi chỉ lo kiếm tiền với đọc lệnh. Nhân có ép chưa? Nhân làm được mấy hôm rồi nhỉ? Chị bé, chị sang. Không, chị có chị của chị nữa. Nhưng mà chị ấy đang kẹt trong Sài Gòn chưa về được. Bây giờ vẫn ở đây một mình. Dành thời gian đấy chơi với chị. Sang uống trà. Nhưng nói chung là dịch nên hạn chế đi lại thôi. Chủ nhà dễ tính nhưng mà mình hạn chế cho chủ nhà. Em biết về Huy trước rồi nhưng mà em biết nhìn nào, ví dụ em chỉ là trước đấy là em chỉ là khách chơi thôi, thì là em chỉ biết là thứ nhất em biết phương pháp hoặc là biết cách đặt lệnh và hiểu thị trường thôi. Còn khi em làm hệ thống thì khác, hệ thống thì em đã biết nhiều chưa. Khi mình làm hệ thống mình phải học rất là nhiều thứ luôn đấy, có nghĩa là phải trau dồi mỗi ngày luôn, học từ các cách ăn, cách nói nha, cách giao tiếp nha, xong rồi học cách phát triển hệ thống này, cách khi mà mình làm một người hệ thống tốt rồi thì sau này mình còn học cái cách mà đào tạo ra những cái lứa mới nữa, ép mới. Em làm sao em phát triển hệ thống bây giờ? Trước hết là em vẫn đã có đại lý chưa? Thì chị nào. Bây giờ em thanh khoản mỏi tay còn gì? Tí chị bảo cho một vài cách hút khách. Bây giờ chị cũng đã có một chiến lược mới rồi nhưng chắc chị với Sâm sẽ test trước, tại vì Sâm biết đọc lệnh, cái này hợp với ai đọc lệnh được hơn. Hello Vương Thế Anh nhá. Chị biết rồi, em có làm đại lý đúng rồi.
nhưng mà làm đại lý thì mình phải trau dồi rất nhiều, không phải là mình đừng không phải là có mỗi cái việc là mình phải có khách có hoa hồng đâu, cần trau dồi rất là nhiều. Thứ nhất là phải có hình ảnh sao là hình ảnh của em để ảnh ai ấy? Ảnh người yêu à, bạn gái à, mình nên ảnh để hình ảnh của mình nhìn có thiện cảm ấy, hiểu không, nhìn có khách thiện cảm hơn, bởi vì khách hàng đến với mình thì họ phải có thiện cảm thì họ mới đầu tư bên mình chứ, đúng không? Nên là mình thứ nhất là cái việc đầu tiên quan trọng nhất là phải thay đổi cái hình ảnh của mình làm sao để người ta nhìn vào người ta có thiện cảm đỡ hơn rồi Vương Thế Anh. Sau đó khi mà nhìn vào đập vào mắt của người ta là cái sự thiện cảm thì đến khi mình người ta tiếp xúc với mình thì nó rất phụ thuộc vào cái phần giao tiếp của mình, và để cái giữ khách hàng lâu nhất thì là nó sẽ phụ thuộc vào cái trình độ khả năng của mình và đội nhóm. Thì đội nhóm được mệnh lệnh của mình thì không phải lo, vì tỷ lệ win rất là cao và không để cho anh em bị âm quá nhiều, đúng không? Còn trong thị trường với Phoenix thì cái chuyện âm là chuyện bình thường, nhưng cái quan trọng là cái đội nhóm nó có để khách bị cháy tài khoản không ấy thôi. Kiên ơi, Thắng đang bảo em là không hỗ trợ bạn ý kìa. Vào xem đại lý đi nhá. Hello anh Nguyễn Tuấn Anh. Nhưng mà em nhanh nhẹn mà, em nhanh nhẹn thì cần gì phải hỗ trợ nữa. Không được kèm như được hỗ trợ nhiều cái khác rồi còn gì nữa. Kiên em phải nữa tạo cho Thắng mua bán win đi, tạo nhóm cho Thắng đi, làm tổng của OTC luôn. Tí nữa chị hướng dẫn tạo cái nhóm như của chị ấy, cho 2-3 đứa làm quản trị viên, 3 đứa là ổn rồi, bởi vì còn người này người kia. Ôi trời ơi, bảo bê ăn chơi kinh lắm. Em chào anh Nguyên nhá. Nó không nhảy kệ nó, em bảo nó nhảy sang là sao. À, nhảy sang bên này á. Thôi cứ chạy như vậy đi, đang ổn rồi, cái nào có thu nhập thì mình cứ tận dụng. À, là mua bán win à? Ừ đúng rồi, bảo Nhung đi, Nhung đang nhiều khách lắm, còn anh Nhung bán win được mấy triệu đấy. Nhung bây giờ ông được, bảo Nhung hai đứa đẩy bill cho nhau. Hôm qua Nhung bán win được 4 hay 5 triệu cơ mà, một ngày chỉ tính tiền hoa hồng. Hắn sướng. À, tí nó sẽ bảo Hà kèm ai được nhỉ? Hà rảnh vào khi nào? Lê thấy đi. Mới là tổng mua bán mình thì chết rồi. Chứ đang live stream mà khách cứ gọi. Hello Hoàng Linh Chi nhá. Chào Nhung sao? Chào Nhung ta. Mình tên là Trâm Anh mà. Không sao, tôi có cái tần chị kèm volume cho. Em chào chị anh. Chào hello Dương Chu nhá. Ôi Lê Thế Đức, em có khen rồi. Chị cũng không nghĩ là chị giỏi đâu. Chắc là mình may mắn thôi, may mắn hơn người khác rồi. Mình tự dưng mình gặp được một cái công việc nó phù hợp với mình chẳng hạn, nó mang lại cho mình một cái mang lại cho mình một cái thu nhập ổn và mang lại cho mình những cái mối quan hệ bạn bè tốt hơn, thì đấy có thể là một cái sự may mắn đến với cái thời điểm nó đến với mình. Chứ không nghĩ là, đừng nghĩ là mình giỏi, nó tự cao quá. Nên bây giờ em để S sang bên này. Bề bên nào cũng được, em đang có thu nhập cả hai bên đấy, em cứ làm đi. Thế phải cả ba đầu sáu tay. Hoặc là chị bảo em có đại lý là đại thắng đúng không? Đại thắng với lại hoàng toàn giỏi. Em đào tạo, tập trung đào tạo hai đứa đấy nhá. Em tập trung đào tạo hai đứa đấy và sau đó em hướng dẫn nó chạy hệ thống giúp em. Đào tạo ra hai bạn ấy giỏi thì xong rồi những cái việc của em san ra cho các bạn ấy. Thứ nhất em vừa nhàn mà em vẫn có thu nhập. Sao em biết chị thích đi massage? Không, em sau anh Hoàng Nguyên giỏi lắm. Anh Hoàng Nguyên có khen rồi.
Hôm nay anh Hoàng Nguyên đọc cho em vài lệnh nhá. Cho em về bờ. Đi massage là phải đi ấy cơ. Hello anh xếp Toàn nhá, em chẳng hai lần rồi. Không có biết có ai đang làm hệ thống Phoenix ở đây không nhở? Có thấy đồng nghiệp ở trong này không? Chào nhau một câu đi. Thật chơi đồ happy. Anh thật sự. Anh Hoàng Nguyên nào hết dịch xong tham chơi. Ê ơi, anh nhắn tin cho anh mãi không dép ấy. Cứ bận. Nãy chị rảnh em, chị bảo em là có một chiến lược mới. Nhưng mà chắc là chị với Sâm sẽ test thử cái cách này trước. Hello An Hưng nha, đợi An Hưng mãi không thấy comeback gì. Trong khi nhóm bây giờ ngày nào cũng chốt lãi rồi. Một tháng chỉ có khoảng 3 đến 4 ngày âm mà âm nhẹ nhé. Thương Chu, em thấy làm webflix vừa dễ vừa có thu nhập ổn định chị ạ. Đúng rồi em ạ, em Thương Chu đang làm hệ thống ở team nào. Thực ra là làm hệ thống webflix không, chị cảm giác là nó nhàn thôi. Nó nhàn là cái là không phải đi dầm mưa dãi nắng sáng. Ví dụ mà trời mưa tầm tã thì mình không cần phải là xách xe đi làm. Mình ở nhà mình bấm điện thoại mình cũng có tiền. Nhưng mà ngược lại là nó đòi hỏi rất là nhiều thứ đấy. Mình cũng đau đầu phết. Thương Chu về mình á, chết. Chị không nhớ Thương Chu là ép của ai. Chị vậy, dạo này chị bị làm sao nhá? Khách của chị còn quên ý. Hôm nọ khách của chị nhắn cho chị, xong chị hỏi khách là em là ép của ai đấy. Thế khách bảo là em là ép của chị mà. Ờ chưa rồi. Cần phải. Thương Chu là ép của Thóa. Thương Chu ơi, em là ép của ai nhỉ? Ờ bên mình còn một bạn Hiền nào ấy hay tương tác với nhóm mà mấy hôm nay không thấy đâu ta. Không, đừng nói chuyện em quên hay em nhớ. Tại vì em nói thật với mọi người là em. Thôi thì từ vào nick này bán đôi cho khách đấy. Không kéo được. Kéo mấy đứa vào nhóm để cho Hà bán nhỉ. Chị 18 tuổi này là không, chị 17 tuổi nhá. Hiền, chị không nhớ Hiền lần trước mà bị Trâm Anh chỉ nhầm ấy. À, khổ quá. Em ở Long Biên, bọn em chuyển sang Long Biên rồi. Ở đây còn thoáng. Hello, Vũ Thục Anh dạo này ở đâu rồi em? Em ở quê hay là ở Hà Nội? Ngân Hình, cảm ơn em Ngân Hình nha. Ờ, em cũng là người phía. Nhưng mà em là hệ thống ở bên chị à? Hay là ở bên ai đấy? Nhưng mà em là một cái Phoenix thì em làm chắc là em giúp khách offline à. Nếu không đăng lên Facebook nhiều thì mình sẽ thời điểm dịch bệnh bây giờ ấy mà chốt khách offline thì khó lắm. Bây giờ mình hạn chế ra ngoài tiếp xúc mà. Ở Cầu Giấy hôm nay sẽ qua chị chơi nhá. Đợi dịch nó thư ra. Cảm ơn em Ngân Huỳnh nhá. Sao không đọc được tin nhắn ta? Đợi xin mọi người một phút nha. Rep. Sao không vào được Facebook này ta? Ra quán làm việc. Họ dẫn bạn bè ra quán làm việc thôi. Bình thường mình làm Phoenix thì mình cũng bận rộn mà đúng không? Không cần phải tạo bối cảnh đâu.
chỉ những ai mà mới làm mà không có nhiều bối cảnh thì mới phải tạo thôi. Và như chị, bản thân chị chơi với mấy đứa bạn, nó chỉ cần ở nhà, chị ở cùng nhà với nó thôi, nó chỉ thấy ngồi và nghe chị nghe điện thoại với chuyển tiền mà nó bảo tao làm cái Phoenix đi. Nhưng mà chị kiểu là không rủ đây bạn, mà đứa nào nó thực sự muốn kiếm tiền, nó có đam mê thì nó hãy tìm đến mình. Chứ rất là nhiều người, người ta làm xong rồi được có vài ngày ấy, người ta nản ấy, người ta bỏ cuộc. Nhưng làm như vậy rất là lãng phí bởi mình cái thời gian công sức mình nói ấy. Mình đã mệt rồi. Hôm qua em có nghe Dung Anh Hiếu đúng không? Hôm qua anh Dung Hiếu nói như nào? Nhóm lại Win 3 này. Đây, nhóm đọc lại bên mình đây. Bây giờ vẫn đang thư ký thì anh ơi thông cảm, bây giờ bên em có 2 trợ lý rồi. Các em của em bây giờ đông lắm. Em kèm không hết. Đây, nhóm đọc lệnh kiếm tiền bên mình đây, tất cả các khách hàng này đang tham gia là cái phiên này này lại win 3%. Tức là như nào, ai có số vốn là 100 đô mà đi win 3% nhá, 100%, 100 đô 100% đúng không, win 3% tức là mọi người đã lãi được 3 đô rồi đấy. Chỉ có từ mấy giờ ta, từ 22:58 cho đến 23:04 đấy, khoảng 5 đến 10 phút mà mọi người đã chốt được 3% tiền lãi rồi. Mọi người thử nghĩ xem là mọi người đầu tư cái gì mà được 3% tiền lãi. Đến bản thân mình nhá, mình bỏ 100 triệu để gửi sổ tiết kiệm trong ngân hàng Techcombank, một tháng mới được 3,4% lãi, mà đây mọi người chỉ có 5 đến 10 phút mọi người có được 3% lãi rồi, thì tại sao mọi người không tham gia đầu tư? Chị Quỳnh ơi, dạo này chị ở đâu đấy? Qua hôm nào có em chơi nhá. Còn ở Hà Nội không? Lại làm chân theo em. Lúc em tuyển đại trợ, à chết, em tuyển đại lý. Ờ, Hà ơi, Hà nhắn vào. Ờ, hình như nick này. Thôi chị chuyển luôn nhá, chị nhận được tiền rồi. Chuyển viên luôn qua cho em nhá. Mình nghĩ là không có một cái kênh đầu tư nào mà mọi người tham gia mà Quang Hà VP98 đúng không? Mà nó lợi nhuận cao như này đâu, mà lại còn nhàn nhá, không cần phải đi đâu làm ấy, như một công việc ở văn phòng luôn, nhưng mà không phải đến văn phòng mà ở tại nhà bấm điện thoại ra tiền. Thái Sơn ơi, lên đây chơi đi. Thái Sơn lên đây, hay hôm nào hai chị em mình live stream nhá. Thái Sơn chốt sale trên live stream cho chị. Bạn đọc Thái Sơn này làm kiếm được một tháng kiếm mấy trăm triệu đấy. Chị cũng thèm. Số tài khoản cho khách ta. Bao giờ Thái Sơn từ chỗ đấy lên đây cũng có chốt không ở Sơn? Hai mai lên đi. Hello Nguyễn Nhung nhá. Ôi nhỉ, mình bảo mình quay video giống Nguyễn Nhung mà mình quay mất. Em thấy có nhiều sàn giao dịch nhưng em thấy Gefinex là ổn định và kiếm được. Đúng rồi em ạ. Thực ra là như thế này là sàn Gefinex ấy, cái hệ thống nó trả lượt, nó trả cái số tiền hoa hồng cho leader rất là cao. Cho nên là cái việc mà rất là nhiều người làm leader nhan nhản ra là như vậy, bởi vì nó cái thu nhập cao như vậy cơ mà, người ta trả lương cho mình rất là cao cơ mà, được 7 tầng hoa hồng này, x3 x5 thu nhập như vậy, tại sao mà người ta không làm đúng không? Thế nhiều tiền người ta chả, ai chẳng muốn làm những cái nhiều tiền. Hỏi đi xong rồi lên đi. Em ở Long Biên mà. Với cả sàn Gefinex là ổn định, thanh khoản nhanh. Thanh khoản không, mấy sàn khác là thấy bảo là
mấy tiếng hay là 1 đến 2 hôm mới thanh khoản được tiền cơ. Còn cái này em thích rút bất cứ lúc nào cũng được, 1 đến 2 giây xong là em rút được tiền ra rồi. Cái tính thanh khoản nhanh mà lại còn uy tín nữa, bởi vì sàn này là sàn quốc tế mà. À, sàn được quốc tế công nhận mà. Ờ, chị đang gọi đi. Em ở Ngọc Lâm ý. Ừ, nhưng mà em là ở bây giờ rút nào? Không là qua, không là qua team chị giao lưu. Không cùng team chị cũng được. Đi cà phê giao lưu với nhau thôi. Mình thì kiểu chị thì không quan trọng là có ở trong hệ thống của chị hay không đâu. Mình chỉ cần là cùng nghề với nhau là nó có cái sự thông cảm rồi. Xong rồi học hỏi nhau những cái kinh nghiệm. Cái này cần phải làm gì, cần gì thì hai bên mọi người đều tốt hơn là được. Mọi người đợi chút chị thanh khoản cho khách nha. Em ở Thái Nguyên à? Ơ, chị cũng có đứa ép ở Thái Nguyên ấy. Dễ thương lắm. Nguyễn Nhung có xem, đang xem live không? Bây giờ dịch anh qua mà toang. Để mấy nữa nhỉ? Cần hướng dẫn thì em hướng dẫn online. Đấy, đây Nguyễn Nhung đây là. Dễ thương lắm em. Hôm hai chị em hôm nào ở Thái Nguyên thì qua giao lưu với nhau. Chia sẻ nhau một vài kinh nghiệm chút. Ồ, mấy đứa mà kiểu ở Thái Nguyên với nhau kể cả không cùng hệ thống ấy, nhưng mà gặp nhau giao lưu làm cốc cà phê. Chia sẻ kinh nghiệm với nhau cũng tốt mà, cho người ta nhìn thấy những cái hình ảnh về những cái người làm cái Phoenix. Không bị gọi là những cái người mà không biết gì ấy, hoặc là những cái người người ta nghĩ điều những cái điều xấu ngược viết mà mặc quần áo rách rưới khổ quá, style của em là style rách rưới thôi. Giọng Thái Sơn lên đây đi. Chị ở nhà một mình cũng buồn lắm. Em thấy ở Thái Nguyên có hệ thống. Ừ, nhưng theo chị thấy thì nếu mà mình lên Thái Nguyên thì cái hình ảnh của mình nó dễ hơn. Thái Nguyên thì mình sẽ làm theo kiểu là mình có một đội nhóm ở Thái Nguyên, nhưng mà khi mình lên Hà Nội giao lưu ở. Bởi vì nhá, đa số những cái người đầu sàn Webfinex ấy, hội Webfinex Việt Nam ấy, là họ ở trên Hà Nội hết. Và những cái group lớn mạnh nhất nhì trong thị trường Webfinex, những cái người mà đứng top 1, top 2 của sàn Webfinex ấy, là họ tập trung ở Hà Nội. Thì em khi mà em ở trên Hà Nội, em sẽ được giao lưu nhiều với nhiều nhóm, nhiều đội nhóm tổng hơn. Cảm ơn Nguyễn Thị Huyền nhá. Nhưng mà nếu đang có đội nhóm ở nhà thì phát triển đi, phát triển xong rồi sau này là có điều kiện làm ra được tiền thì lên Hà Nội giao lưu offline với các khi mà những cái có cái đợt mà off Webfinex ấy, sinh nhật Webfinex hay là gì đó thì lên tham gia, thì đội nhóm của mình có một cái vị trí nào đó trong cái group Webfinex. Nhìn Trường Quang, Trường Quang dạo này hư lắm đấy nhỉ. Tập trung mà làm vào. Đang dịch rồi. Đây là chỉ là buổi live stream mà tâm sự thôi. Tâm sự và đá sân xong một vài cái chia sẻ cách kiếm tiền thôi nhé, chứ không phải là một cái live stream Nói quá nhiều về cái cách kiếm tiền hay xây dựng hệ thống. Chỉ là một buổi tâm sự thôi, cho nên là không có bài bản lắm, nên mọi người bỏ qua cho nhé.
chị thấy bao nhiêu là vàng. Thôi Thành Lê một ngày kiếm mười mấy triệu, hai mấy triệu lại còn giả vờ. Thành Lê chia sẻ lên like, chia sẻ kinh nghiệm cho các anh em đi. Nhưng mà Thành làm với Phoenix là được bao lâu rồi? Năm chưa? Mình vào được mấy tháng? Tiếc á. Tớ nhé là đợt anh Thế vào từ đợt đầu ấy, là tớ đã biết rồi. Ông bỏ vào rồi nhưng cứ sợ. Cho đến thời điểm này này, có nghĩa là khi mà WePhoenix vào hoạt động được 1 năm, 2 năm rồi. Rất là nhiều người trước đây lan tan về WePhoenix, bây giờ đợt dịch Covid thứ 3. Kể cả Hot Girl nhà thấy mấy đứa Hot Girl mà sang chảnh ấy, mấy chục nghìn follow. Nhưng là WePhoenix hết rồi. Bao nhiêu người gọi là Facebook uy tín, hình ảnh chỉ giữ một thời gian dài, bây giờ thấy đi làm tài chính hết rồi. Cái đấy người ta phải nói là thời gian nó sẽ trả lời, nó là câu trả lời cho tất cả đấy. Đó là đấy, khi mà người ta, những người làm như thế thì những cái bài báo, những cái bài không hay về Phoenix ấy, rất là nhiều người ngày xưa đã từng chia sẻ rồi, nhưng một thời gian sau người ta vẫn tham gia, người ta kiếm tiền. Bởi vì sao? Sau một thời gian người ta tìm hiểu rất là kỹ rồi, mọi người thì biết là khi cái sàn nó mới ra là người ta chưa hiểu kỹ về Phoenix thì người ta nói rất là nhiều thứ, đúng không? Nhưng bây giờ đã một năm rồi thì khi mà người ta còn có những người là trader rất là lâu rồi thì người ta hiểu rồi. Người ta hiểu rồi, người ta mới bắt đầu người ta vào, người ta kiếm tiền chứ, đúng không? Ở trên cái thân nước. Bây giờ có rất nhiều người mới vào và Phoenix làm luôn ấy, cho nên là mình chắc mình không phải là người đứa muộn đâu. Mình vẫn cảm thấy là mình biết đến nó sớm rồi, là mình cũng may mắn là mình biết đến nó thì cái đợt Covid này mình sẽ không phải đau đầu về, mình không phải đau đầu về những cái khoản tiền nong, ví dụ đến tiền nhà hay là mua cái đội kia thức ăn hay gì đó, mình không phải đau đầu nữa. Cái cuộc sống của mình khi mà thu nhập của mình nó tốt hơn thì nó nó phục vụ nhiều cái cho mình hơn. Mình thích cái gì mình có thể mua được. Hello Nguyễn Nhi nhá. Ôi em ở đâu đấy, hôm nào sang chị chơi đi. Ở đây có nhiều bạn của tớ lắm. Mọi người có ai muốn được chúc ngủ ngon không thì mọi người comment đi để bạn Thành Lê vào chúc ngủ ngon nhé. Em nghe chị, em không biết chị ở đâu đó. À chị Tham mà đúng không? Chị lúc đầu trước chị bảo em là chị Tham đúng không? Hello Nguyễn Hương. Ôi không lâu không thấy Nguyễn Hương nhắn tin ý ới gì luôn ấy. Chắc sắp phải tắt like đến rồi đi. Hôm nào qua chị chơi nhá. Mấy đứa qua đi. Chị ở nhà chán lắm buồn. Bạn của mình thôi. Làm bạn với cái điện thoại và mấy quyển sách. Chắc là mọi người không có ai thắc mắc cái gì đâu đúng không? Nghe là tin nhắn như này đau đầu lắm. Các chị chơi. Chị ở nhà cũng buồn lắm. Qua thì bảo chị xong chị mua bánh các thứ về ăn. Mua trà uống. Có thôi có gì cái đấy nhắn tin nhá. Thôi chắc đến sau đến giờ tắt like nhỉ, không ai nói gì luôn ý, thì mình ngồi mình độc thoại một mình mất. Chắc là phải tắt like để bye bye mọi người rồi.
mọi người à không, mọi người trên này có ai chơi TikTok không nhỉ? Có ai 200 livestream ở TikTok không? Chắc không có ai nói xem TikTok của tôi tắt lại. Thôi thì rất là tạm biệt mọi người nha. Nếu như mà ai vẫn còn đang thắc mắc hoặc là muốn tìm hiểu cách đầu tư hoặc là kiếm tiền thì có thể là inbox cho mình nha, hoặc là mình sẽ ghi tính nữa tắt like, mình sẽ ghi cái Telegram của mình, thì cái Telegram này sẽ có bạn, hai bạn trợ lý của mình dùng chung, và các bạn sẽ accept tin nhắn của mọi người nhanh hơn. Bye mọi người nhé.